Quyến cờ đỏ tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở tại xã Đông Hiệp. Ông Quỳnh 11, bí thư quyền ủy cờ đỏ, đến tham dự buổi lễ. Hai căn nhà được xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao cho hộ ông Bùi Văn Đen ở ấp Đông Lợi và bà Nguyễn Thị Huệ ở ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp. Mỗi căn nhà có diện tích trên 45 m2, vách tường, mái lợp tôn, nền lót gạch men, kinh phí xây dựng 57 triệu đồng một căn, do ban vận động quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 50 triệu đồng và phần còn lại gia đình đóng góp để căn nhà được khang trang. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Cờ Đỏ đã vận động xây mới 72 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà tình đồng đội cho các hộ gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 4 tỷ 600 triệu đồng.